Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với game show Đấu Trường Cờ Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu giữa hai kỹ thủ Hoàng Văn Úy đến từ câu lạc bộ Nghĩa Hưng. Đối đầu với kỹ thủ Vũ Khánh Hoàng đến từ câu lạc bộ Cờ Tướng Sơn Sai. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ Cờ Tướng Sông Hồng do đài truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức. Và như vậy, và đấu thứ nhất đầu. Và trong将军。
将军吃吃吃吃吃吃将军Vâng, như vậy là nhận thấy không thể chống đỡ được nữa. Thì thủ Hoàng Văn Quý đã chấp nhận thua ván cờ đầu tiên. Sau ván cờ này, thủ Vũ Khánh Hoàng đến từ câu lạc bộ cờ tướng Sunshine đã tạm thời dẫn trước thủ Hoàng Văn Quý đến từ câu lạc bộ cờ tướng Nghĩa Hưng Nam Định với tỷ số 1-0. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai giữa hai kỳ thủ đã sẵn sàng thi đấu. Ván đấu thứ hai bắt đầu. Ở trong ván đấu thứ hai sẽ đến lượt kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng cầm quân đỏ đi trước và kỳ thủ Hoàng Văn Quý sẽ cầm quân đen đi sau. Chứ
将军。将军。将军，吃。将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军。将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军。Vâng, như vậy bản đấu thứ hai cũng đã kết thúc. Bàn thắng tiếp tục thuộc về kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng đến từ câu lạc bộ cờ tướng Sunshine. Và chung cuộc, kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng đã giành chiến thắng 2-0 trước kỳ thủ Hoàng Văn Úy. Như vậy, kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng sẽ chính thức bước tiếp vào vòng thi đấu thứ hai của giải vô địch các câu lạc bộ cờ tướng sông Hồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.